Phương Thúy và Thái Phạm xin kính chào quý vị khán giả của truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay vào lúc 2 giờ chiều ngày 7 tháng 10 năm 2015, Ủy ban định chế của thành phố San Jose đã có một cuộc họp để ý kiến của cư dân thành phố về một đề nghị ban hành nghị quyết và trừng phạt những ai tra tấn và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Nghị quyết này do nghị viên Mạnh Nguyễn, khu vực 4 đệ trình. Chương trình nghị sự về nghị quyết này bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều và sau lời mở đầu của ông Nguyễn Mạnh và tất cả các cư dân người Mỹ gốc Việt cũng có phần góp ý kiến như ông Châu Nguyễn và ông Đỗ Thành Công và ông Hùng Đỗ. Bây giờ Phương Thúy xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Đây là một trong những nghị quyết đi xa hơn nữa. Trước đây thì mình đã có hai cái nghị quyết của thành phố thông qua. Cái thứ nhất là công nhận cờ vàng là cờ của Freedom, tức là cờ tự do, lá cờ tự do đó. Và cái nghị quyết thứ hai là cái nghị quyết không có tiếp đón các phái bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam đến San Jose này. Và bây giờ là chúng tôi đang đề nghị thêm một cái nghị quyết nữa là trừng phạt những ai mà phạm vào các cái tội như là tra tấn với lại vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Thì đây là các cái bước mà chúng tôi muốn nói cho chính quyền Cộng sản Việt Nam biết là họ phải cải tiến cái vấn đề nhân quyền, vấn đề họ phải ngưng tất cả những hành vi mà chà đạp những cái quyền căn bản của người dân ở Việt Nam. Và ông có những cái thông điệp gì gửi về nước nhà cũng như ở tại đây? Cái thông điệp thì như tôi vừa mới nói đó là cái message chúng tôi muốn nói với lại giới lãnh đạo tại Hà Nội đó là họ cần phải thay đổi để mà có thể mà hòa đồng với cái cộng đồng của thế giới, biết tôn trọng tự do dân chủ và nhân quyền, đặc biệt là những quyền tự do cơ bản như là tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do đi lại và tự do thành lập đảng phái hiệp hội. Thì đây là tất cả những quyền tự do cơ bản mà mọi người dân của các thế giới tự do đều cần phải có. Với hai nữa là chúng tôi cũng muốn nhắn gửi tất cả những đồng bào trong nước là hãy kiên trì đấu tranh để một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt được cái thành quả mà chúng ta trông đợi từ bấy lâu nay. Và chúng ta cần phải lên tiếng để có một cái resolution như cái này để nhắn ra đối với những cái người nhà cộng sản Hà Nội để họ hiểu rằng họ không thể tiếp tục đến nước Mỹ hoặc là nhất là California hoặc là San Jose để làm ăn buôn bán, mà trong thời gian đó như vậy thì họ vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền, họ vẫn tiếp tục đàn áp những cái người bất đồng chính kiến và có những cái hành động mà gọi là committed crime chống lại cái nhân loại. Thật ra với những hành động như vậy thì tôi nghĩ rằng cái resolution này, cái nghị quyết này trong tương lai chúng ta sẽ làm tới những cái bằng chứng để mà trừng phạt những cái người như vậy. Thì hôm nay cái nghị quyết mình có thành công không anh? Dạ vâng, với cái đà này thì tôi nghĩ cho họ sẽ thông qua và sẽ đi đến một cái giai đoạn khác, tức là nó có những cái diễn tiến tương đối là nó sẽ phức tạp hơn, nhưng mà ít nhất với sự ủng hộ của cộng đồng, với những cái mục đích của cái resolution như vậy thì tôi nghĩ nó không có gì trở ngại. Và cá nhân tôi với là một người đang tranh cử cho cái chức dân biểu từ bang California thì tranh đấu cho cái quyền lợi của cộng đồng hay là chống lại cái nhà cộng sản Hà Nội trong cái vấn đề mà xâm phạm cái quyền tự do tư tưởng hay là có những cái hành động vi phạm nhân quyền thì nó là một cái mục tiêu trong cái agenda của Đỗ Thành Công tranh cử chức dân biểu từ bang California. Tôi cũng như một số các anh em sinh hoạt cộng đồng đã tới để mà coi như lên tiếng yêu cầu Ủy ban định chế này ủng hộ cho cái dự thảo của nghị viên Nguyễn Mạnh và cái dự thảo này cũng là nghị viên Nguyễn Tâm cũng là ký chung nữa. Thành ra rất mừng là hôm nay Ủy ban định chế đã đồng ý và cái dự thảo này đó sẽ được đưa ra ngày hình như là 20 tháng 10 sắp tới đây trước toàn thể hội đồng thành phố để mà coi như là chấp thuận. Và nếu chấp thuận đó thì đây là lần đầu tiên một cái thành phố lớn nhất mà có đông người Việt tị nạn nhất là có một nghị quyết mà hạn chế và coi như ngăn chặn tất cả chế tài tất cả những cán bộ cộng sản nào mà đàn áp vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.